thì mọi người chúng con đều như vậy. Chúng con cảm ơn Chúa, con chúc mừng Chúa và chúng con tôn vinh Chúa. Xin đỡ đầy thánh thần của Chúa cho mọi người chúng con. Thì trong cuộc hành trình này, chúng con thực sự được cảm ơn Chúa. Thì chúng ta đang tới cái một cái phạt, đây là một cái phạt và đây là cái thành phố của cổ của người Roma gọi là Beit She'an. Ông sẽ khắc nghĩ cho mình những cái đời sống của người Roma, họ sống như thế nào, bồn tắm nước nóng của nó làm sao, đại khái như vậy. Beit She'an here was inhabited about 3,000 before Christ. But Beit She'an, when Joshua, he came from Jericho, after they put the Ark of Covenant in China, they went and they moved to the other cities. They passed here? He passed by this town. Only the at Joshua time it was this mountain. This was Roman period, but this was at the time of Joshua. YouTube hay trên bất cứ phương tiện truyền thông khác, mình không có thực sự cảm thấy được như vậy. Bây giờ cái này là nó thật sự, nó không qua hình ảnh, mắt mình nhìn thấy rõ ràng. Thì trước khi nhường lời cho các bạn kế tiếp, xin thật cảm ơn cha những người ở trong ban tổ chức và các anh chị em có những nhiệm vụ riêng lẻ trong cái đoạn của mình. Hoàn thành được nhiệm vụ được giao phó rất là tốt trong lúc này và trong chuyến kế tiếp ở Pháp. Cho anh cái cảm nghiệm nào, cái nơi nào mà làm cho anh ghi nhớ một cái gì rất đặc biệt? Lúc mà mình đi tắm nước đó, bị cá cắn đó, mà không ai cắn mà chỉ cắn có mình mà cắn chảy máu luôn. Đó là cảm nghiệm cá nhân.
con cảm nhận về tâm linh thì mình thấy hầu hết bất cứ chỗ nào đều cũng đưa đến những cái tình cảm rất là đặc biệt mà mình không ghi nhận được bất cứ chỗ nào khác ngoài chỗ này. Qua đi. Sống trong cái hang động này, ngày làm việc ở đây suốt cuộc đời.
rồi viết nghiên cứu kinh thánh, dịch kinh thánh, và chúng ta có cuốn kinh thánh ngày hôm nay. Chúng ta có thể cầu vào thánh Jerome để chúng ta xin Chúa chúng ta nhận lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng tham dự thánh lễ này. Còn tại nơi chốn này, tại nơi đây, Chúa đã sinh ra. Trên vai, xin dùng đắng tay đi chung.